Nội dung tiếp theo các bạn sẽ đi vào hạch toán hóa đơn mua vào với nội dung là mua bộ bàn ghế làm việc của công ty cổ phần nội thất CBS với tổng số lượng là 5 bộ, thanh toán ngay bằng tiền mặt cho nhà cung cấp với tổng số tiền là 4.675.000 đồng. Do đó, đằng sau hóa đơn sẽ bao gồm chứng từ thanh toán phiếu chi đi kèm. Để hạch toán được nghiệp vụ của hóa đơn, các bạn sẽ phải căn cứ vào mục đích sử dụng của bộ bàn ghế làm việc. Theo giáo trình, thì bộ bàn ghế này được sử dụng cho bộ phận văn phòng và do tổng chi phí lớn, các bạn phải đưa vào phân hệ công cụ dụng cụ để phân bổ đưa dần vào chi phí. Với công cụ thì các bạn chỉ được phân bổ tối đa là 36 tháng. Và theo giáo trình thì ở đây chúng ta sẽ phân bổ 12 tháng. Với số kỳ phân bổ này thì các bạn sẽ phải căn cứ vào chi phí của doanh nghiệp. Với các đơn vị cần nhiều chi phí thì chúng ta chỉ cần phân bổ ngắn hạn để làm tăng chi phí của một tháng. Còn với các đơn vị không cần quá nhiều chi phí thì các bạn sẽ phân bổ làm sao cho phù hợp và chỉ được phân bổ tối đa là 36. Ngày ghi tăng chính là ngày mà công cụ đưa vào sử dụng, là ngày mùng 10 tháng 1 cùng ngày trên hóa đơn. Như vậy, chúng ta sẽ phản ánh các nghiệp vụ hạch toán đối với hóa đơn mua công cụ dụng cụ, thực hiện làm 2 bước. Ở bước toán đầu tiên, chúng ta sẽ vào phân hệ mua hàng không qua kho để hạch toán nợ cho tài khoản 242, làm tăng chi phí trả trước, tổng số tiền chưa bao gồm thuế. Nợ cho tài khoản 1331, phản ánh thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ là 10%. Và có cho tài khoản 111 do đơn vị đã thanh toán ngay bằng tiền mặt cho nhà cung cấp, sẽ phản ánh làm giảm tiền mặt tại quỹ. Căn cứ vào hóa đơn ở bước 1, các bạn sẽ vào phân hệ công cụ dụng cụ để thực hiện ghi tăng. Trong phân hệ ghi tăng này, các bạn sẽ chọn số kỳ phân bổ là 12 tháng, thì phần mềm sẽ tự lấy tổng số tiền của bên nợ tài khoản 242 là 4.250.000 đồng chia cho 12 tháng để tính ra được số tiền phân bổ của một tháng. Và chọn đơn vị sử dụng bộ phận văn phòng tương ứng với tài khoản chi phí là 6422 theo thông tư 133 hoặc 6423 với thông tư 200. Căn cứ vào phân hệ ghi tăng để cuối hàng tháng chúng ta sẽ phân bổ đối với bộ bàn ghế. Phản ánh vào bên nợ của tài khoản 642 có cho tài khoản 242 và số tiền phân bổ của một tháng. Căn cứ vào các nghiệp vụ hạch toán chúng ta sẽ thực hiện trên phần mềm như sau. Ở bước 1, chúng ta sẽ vào phân hệ mua hàng, chọn chứng từ mua hàng hóa. Để phản ánh được tài khoản chi phí thì các bạn phải nhớ chọn là hai nhỏ, mua hàng trong nước không qua kho. Với hình thức thanh toán ngay bằng tiền mặt thì phần mềm sẽ tự động cập nhật phiếu chi. Do đó đằng sau hóa đơn là chứng từ thanh toán phiếu chi này, các bạn sẽ không cần phải hạch toán thêm. Và tích chọn nhận kèm hóa đơn, ở phiếu chi các bạn sẽ điền thông tin của nhà cung cấp. Lý do chúng ta sẽ phản ánh chi tiền mua bộ bàn ghế làm việc. Ngày trên hóa đơn là ngày mùng 10 tháng 1 năm tài chính. Phần mềm sẽ tự động cập nhật toàn bộ các thông tin sang phần tab hóa đơn. Các bạn sẽ kiểm tra lại toàn bộ nội dung. Và lưu ý tránh trường hợp các bạn điền các thông tin ở phần hóa đơn trước thì phần mềm sẽ không hiểu để cập nhật các thông tin sang phiếu chi. Chúng ta phải nhớ lần lượt hạch toán đi từ trái sang phải. Và các bạn sẽ điền hóa đơn số 341. Kiểm tra lại ngày trên hóa đơn. Điền xong toàn bộ phần thông tin chung thì chúng ta sẽ xuống phần mã hàng, kích vào phần mũi tên, nhấn dấu cộng và các bạn sẽ thực hiện khai báo một mã công cụ dụng cụ mới. Với tên thì các bạn sẽ căn cứ theo như nội dung của hóa đơn. Tính chất ở đây các bạn sẽ chọn là dịch vụ, điền đơn vị tính là bộ và tài khoản chi phí nợ cho tài khoản 242 và điền thuế suất là 10%. Sau đó các bạn sẽ nhấn cất và kiểm tra lại toàn bộ bút toán nợ cho tài khoản 242, nợ cho tài khoản 1331 và có cho tài khoản 111. Trong trường hợp nếu không phản ánh vào đúng bên có của tài khoản 111 là do các bạn đã để hình thức là chưa thanh toán thì chúng ta phải nhớ điền lại đúng hình thức để phản ánh công nợ. Số lượng là 5 bộ với đơn giá là 850
50.000 đồng. Ở phần 2 nhỏ top thuế, các bạn sẽ kiểm tra lại phần trăm thuế suất. Phần 3, phần 4 chúng ta sẽ bỏ qua. Với tổng số tiền thanh toán là 4.675.000 đồng. Thực hiện đúng rồi thì các bạn sẽ nhấn cất để hoàn thành ở bút toán đầu tiên. Bước thứ 2, sau khi đã có được hóa đơn thì chúng ta sẽ vào phân hệ công cụ dụng cụ để thực hiện ghi tăng công cụ hàng loạt. Nhấn vào dấu 3 chấm. Trước đó chúng ta đã chọn là mua hàng không qua kho, thì ở đây loại các bạn cũng phải chọn là mua hàng không qua kho. Chọn lại số kỳ và nhấn lấy dữ liệu, tích chọn vào phần ô vuông đến chứng từ mà các bạn muốn thực hiện ghi tăng. Và trong phân hệ ghi tăng này, các bạn sẽ chọn số kỳ phân bổ theo giáo trình là 12 tháng. Phần mềm sẽ tự động cập nhật số tiền phân bổ của một tháng. Tài khoản chờ phân bổ là tài khoản 242. Bộ bàn ghế này sử dụng cho bộ phận văn phòng, do đó sẽ làm tăng chi phí quản lý doanh nghiệp. Các bạn sẽ kiểm tra lại ở phần tài khoản chi phí sẽ là 6422. Và căn cứ vào phân hệ ghi tăng này để cuối tháng, phần mềm sẽ phân bổ đưa vào chi phí quản lý doanh nghiệp. Các bạn sẽ thực hiện ghi tăng. Và để kiểm tra lại, các bạn sẽ vào sổ theo dõi hoặc trong phân hệ ghi tăng và nhấn lấy dữ liệu. Nếu các bạn muốn xóa để thực hiện lại thì chúng ta phải nhớ vào phân hệ ghi tăng mới có phân hệ xóa để cho các bạn thực hiện lại.